Chào mừng các bạn đến với kênh Tân Ba Chu Kỳ 5, mình là Minh Trí. Đây là video có tên là Cung Điện Biển. Thực sự là một sức mạnh khủng khiếp của cung điện này thôi các bạn. Đây là những con bài kết hợp giữa Thiên Sứ Sa Ngã và con bài Nghi Lễ. Phá đi tất cả 7 trên sân của EU thôi các bạn. Thích khủng khiếp. Chúng ta cùng xem lại nhá. Để xem EU đã bị mất những con bài nào. Con bài rất đẹp các bạn. Như vậy là những con bài này bị đẩy lên top 3. Có đẹp và tuyệt vời các bạn. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn những lá bài cực kỳ huyền bí. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Đặc biệt là video giải thích những con bài này. Xin chào các bạn nhé.